Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình nha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái tài khoản Google, một cái tài khoản AdSense. Rồi, khi các bạn có một cái kênh YouTube và dĩ nhiên là các bạn phải tạo cho mình một cái tài khoản AdSense riêng để mà các bạn nhận các khoản thanh toán từ cái kênh YouTube đó nha. Rồi cái bước này rất là quan trọng, các bạn lưu ý là khi các bạn có một kênh YouTube, các bạn phải tạo một cái tài khoản AdSense. Và cái phần này rất là quan trọng, các bạn nhớ nghe theo mình nha. Một tài khoản AdSense chỉ dùng cho một kênh YouTube thôi. Nhiều bạn lầm tưởng, nhiều bạn dùng một tài khoản AdSense đó sử dụng cho nhiều kênh YouTube. Thì cái phần đó là dành cho những bạn mà YouTube Pro. Vì khi chúng ta làm một cái YouTube, các bạn chỉ là một người YouTube mới tập tành học làm thôi, thì các bạn nhớ tốt nhất là các bạn dùng một tài khoản AdSense cho một cái kênh YouTube thôi nha, dùng để nhận các khoản thanh toán của cái kênh YouTube đó. Nếu các bạn muốn tạo thêm một kênh YouTube nữa thì các bạn mượn cái căn cước công dân, thông tin của người thân trong gia đình các bạn để các bạn tạo một cái tài khoản AdSense thứ hai dành cho kênh YouTube thứ hai nha. Các bạn lưu ý nha, mình làm đúng ngay từ đầu thì mình sẽ không hối hận và sẽ có thu nhập nha. Rồi, mình đó, hồi trước thì mình đã thất bại nhiều, cho nên là những cái mình hướng dẫn cho các bạn á, hoàn toàn là những cái chính xác 100%. Rồi thì video hôm nay mình hướng dẫn cho khi cái kênh YouTube của các bạn là chuẩn bị có khoảng chừng 500 người đăng ký và khoảng tầm 3.000 giờ xem, thì các bạn bắt đầu tiến hành tạo cái tài khoản AdSense đi là vừa nha các bạn. Rồi đầu tiên để tạo cái tài khoản AdSense thì các bạn sẽ rồi các bạn vào cái thanh tìm kiếm này, các bạn gõ cái chữ này cho mình, AdSense. Rồi các bạn bấm cái chữ AdSense thì nó sẽ ra cái rất là nhiều trang web như thế này ha. AdSenseGoogle.com.login. Rồi các bạn bấm chữ đăng nhập. Các bạn chọn một cái Gmail. Cái Gmail mà các bạn dùng để tạo tài khoản AdSense, nhớ là cái Gmail đó chưa tạo tài khoản AdSense lần nào nha. Rồi, ở đây họ sẽ hỏi mình là cùng bắt đầu nào trang web của bạn. Thì bạn chưa có trang web thì bạn sẽ tích vào cái ô vuông tôi chưa có trang web. Dòng thứ hai, khai thác thêm sức mạnh của AdSense, có gửi cho tôi thông tin trợ giúp và những đề xuất để cải thiện hiệu suất liên quan đến tôi. Bạn bấm vào cái dấu tích tròn ở trên để nhận các thông báo. Rồi quốc gia, lãnh thổ, mình sẽ chọn cái quốc gia mà mình sinh sống giống như trong căn cước công dân nha các bạn. Các bạn ở quốc gia nào thì các bạn chọn quốc gia đó giống như trong thông tin căn cước công dân. Rồi, điều khoản và điều kiện của chúng tôi, các bạn sẽ đọc hết những cái này ha. Tại vì mình đọc nhiều rồi nên mình sẽ không đọc, mình bỏ qua. Các bạn rảnh thì các bạn có thời gian các bạn đọc nha. Mình sẽ tích vào tôi đã đọc và tiếp cận thỏa thuận. Rồi, bước này các bạn bấm chữ bắt đầu dùng AdSense. Rồi, cùng bắt đầu nào, bạn chỉ cần làm theo các bước để bắt đầu kiếm tiền từ quảng cáo. Rồi, ở đây nè, cho chúng tôi biết về bạn, thông tin là bắt buộc nha. Đó, các bạn sẽ thực hiện 3 cái thao tác này. Nhập thông tin. Thông tin khách hàng, mình sẽ đóng cái chữ này đi. Rồi, thông tin khách hàng ở đây. Thông tin thanh toán của bạn được lưu trong hồ sơ thanh toán. Hồ sơ này liên kết với tài khoản Google của bạn và được chia sẻ trên các dịch vụ của Google. Rồi, mình sẽ bấm vào cá nhân. Các bạn chọn một cá nhân nha, loại tài khoản là cá nhân. Tên và địa chỉ. Tên là phải giống trên căn cước công dân của các bạn nha. Dòng địa chỉ 1.
Dòng địa chỉ 1 là sẽ trùng lặp với trên căn cước công dân của các bạn là địa chỉ thường trú chứ không phải tạm trú nha. Dòng địa chỉ 2 thì các bạn bỏ trống nha. Sau này chúng ta sẽ thao tác ở dòng địa chỉ 2 ở những cái chương trình khác. Giống như là nhận mã pin á, khi các bạn nhận mã pin thì ở dòng địa chỉ 2 thì các bạn sẽ điền số điện thoại và nơi thường trú của các bạn. Bây giờ chưa có mã pin, còn lâu, cái bước đó còn lâu thì các bạn cứ để cái dòng địa chỉ 2 đó trống cho mình nha. Thành phố. Tỉnh. Mã bưu điện nếu bưu điện, mã bưu điện nếu các bạn không biết á, thì các bạn lên Google, các bạn chỉ cần bấm mã bưu điện rồi bấm luôn, ví dụ như các bạn ở phường xã nào đó các bạn cứ bấm luôn cái phường xã thì nó sẽ ra cái mã bưu điện nha. Không biết thì cứ hỏi Google là có hết tất cả. Bấm luôn phường xã quận huyện luôn thì nó ra có rất là nhiều mã bưu điện. Thì mình sẽ bấm cho nó chính xác. Mình sẽ thoát ra nè, mình bấm vào cái, các bạn nhớ là mình vào Google, mình đang sử dụng Chrome nên nhầm, sẽ vào Google, mình bấm từ mã bưu điện. Quận huyện luôn. Rồi, mình sẽ thoát ra. Mình sẽ vào trơm lại nha. Nó vẫn còn ở đó thì các bạn yên tâm nó không thoát ra đâu. Mình sẽ điền mã bưu điện vào. Rồi, số điện thoại các bạn điền số điện thoại chính của các bạn nha. Rồi, các bạn bấm gửi. Rồi, còn hai cái mục ở giữa là quảng cáo. Xem cách quảng cáo xuất hiện trên trang web của bạn. Cái này thì mình không có làm thì mình để sau nha. Rồi, các bạn thoát ra. Vậy là các bạn đã tạo xong cái tài khoản Google AdSense. Sau đó các bạn sẽ vào Gmail. Bạn kiểm tra cái Gmail của các bạn nha. Ở đây có cái tin nhắn thứ nhất nè. Chào mừng bạn đến với AdSense, hãy cùng bắt đầu nè. Phát triển doanh nghiệp của bạn thông qua Google AdSense. Trước tiên hãy thêm trang web của bạn. Đó. Bạn cần trợ giúp gì? Ở đây có rất là nhiều chi tiết. Trong cái lá thư này các bạn có thể đọc nha. Rồi mình sẽ bấm chữ có. Email này có hữu ích không? Mình bấm. Rồi, mình quay ra nhớ bạn. À. Xem nha. Rồi và làm sao để đăng nhập vào cái tài khoản AdSense thì các bạn cứ làm như thế này, vào Google bấm vào AD AdSense đăng nhập. Rồi chọn cái tài khoản mà bạn vừa tạo, cái Gmail bấm lên góc bên phải này. Đó. Bấm vào cái trang chủ ba cái dấu gạch ngang nhỏ này ha. Này nè, tài khoản nè, bấm vào tài khoản, cài đặt thông tin tài khoản, đọc mấy cái này ha, hiển thị thông tin người bán, đóng tài khoản. Rồi mình không có đóng tài khoản thì mình quay qua hủy, bấm vào ba cái dấu gạch ngang nhỏ này. Ở đây có rất nhiều mục để các bạn kiểm tra và khám phá nha. Cài đặt cá nhân nè, email, chi tiết, tên họ, số điện thoại. Đó.
thanh toán, thông tin thanh toán, tài khoản Rakuten Việt Nam. Ở trong tài khoản Rakuten này đó có rất nhiều cái các bạn bấm vào khám phá nha. Thu nhập của bạn nó sẽ nằm ở đây, giao dịch. Chúng tôi sẽ thanh toán mỗi tháng nếu tổng số tiền đạt ít nhất 100 đô ngưỡng thanh toán của bạn ha. Rồi. Ở đây là quản lý chế độ cài đặt nè, người dùng tên của mình nó nằm dưới đây. Rồi, các bạn có thể đổi cái ảnh đại diện này, bạn bấm vào cái hình đại diện bên góc bên phải này. Bạn bấm vào tài khoản của tôi. Bấm vào cái hình đại diện này ha. Rồi, thêm ảnh hồ sơ. Và các bạn chọn một trong những cái ảnh này có sẵn ở trong máy nè. Hoặc là từ từ điện thoại di động bấm vào góc bên này. Tải lên từ máy tính. Đó, mình chọn một cái ảnh ở trong máy. Ảnh nào cũng được nha, đây chỉ là ảnh đại diện thôi, không quan trọng lắm. Cái nào mà nói về bạn á. Rồi, các bạn chỉnh sửa cho nó nằm ở giữa, sau đó các bạn bấm chữ tiếp theo. Hiển thị với mọi người hoặc là hiển thị với một mình bạn. Nha, bất kỳ ai, một mình bạn, bất kỳ ai, bấm chữ xong. Lưu ảnh hồ sơ. Rồi, thì ở trên đây. Đây, ngay lập tức thì cái ảnh hồ sơ của mình đã được đổi thành cái hình khác lung linh hơn. Đó, thì đây là cái tài khoản Google của các bạn. Các bạn có thể quản lý nó để nhận các khoản thanh toán từ viết lách ở trên trang web hoặc là từ YouTube nha. Rồi, thì video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn cảm thấy video mình chia sẻ hữu ích thì các bạn có thể tặng mình một ly cà phê bằng cách nhấn vào biểu tượng hình trái tim bên dưới có chữ cảm ơn. Điều này nó rất hữu ích đối với mình. Hoặc các bạn nhấn đăng ký hoặc chia sẻ video giúp mình là mình rất vui rồi.